đi bãi vậy ha. Bán hàng mỗi món là chưa có thử chưa cái gì nhau rồi. Chưa thử luôn. Đây. Con này con bơm của nó là con của Mỹ nè. Bơm nói chung là quay nhẹ quạt nhẹ là mình lấy ha. Nó còn thiếu cái nắp chụp đây cái. Biết cái này hút cái nãy nữa. Quay nè. Đây con bơm của Mỹ nè. Gas nè ha. Con này tra lên cũng cả chục triệu rồi. Mình cũng tra thử. Này không biết hút hay đẩy nữa, mình cũng chưa có tra nha mọi người, tra lên. Gas nè. Quét A nè ha. Cái này là một là cái này thẹp mốt hay gì là của China ha. Mà này của Mỹ nha. Trong cái đồ đấu dây của nó nè. Dây đen đó, dây đen với dây trắng với dây gì đó, đen như này ha, lắc ra, lắc là đen nè. Là 100V ha. Còn cái dây wire nè, với dây xanh á là 220 nè ha. Đó bên đây nó có. Đó bên đây nó có trong này nè ha. Đó mình móc ra. Đây nè. Đó, hiện tại nó chắc là 100V quá. Đây móc dây trắng với dây xanh đó, mình coi mọi người coi sơ đồ đấu nha. Zin. Đó có cái lọc này cũng xịn nữa ha. Đó, cái lọc nè. Lọc bắt ke nè ha. Motor ngoại hình nó ok luôn. Trong nguyên đóng motor lựa được có hai con 200V nữa rồi. Đây cái hiệu bên này của nó. Đó mọi người coi sơ đồ đấu dây ở đây ha. Có dây sẵn mình đấu ha. Gas nè ha. Đó mọi người sạc cái mã lên nè. Mình có 8R nè. 86R130-101 nè ha. Đó điện của nó nè. 120 nè. 100 đến 120 là 220 đến 240 ha. Ampe của nó là chạy khoảng 1.8. Rồi bên 220 là chạy 1 chấm ha. Đó. 1/4 ngựa nè ha. Tụ 30mm nè, 370V nè. Action USA nha. Đó, US nè. Đó ha. Con này không biết đẩy hay hút nữa, mình cũng thường thường nếu mà hút á là van cum nha, còn này nó không đề van cum là chắc nó đẩy bơm đẩy á. Dây nó còn mới ken nha, ngoại hình là ok đó, mình bán nó chưa test nha, mình toàn nói mình coi cái sơ đồ này mọi người nè, đấu dây nha. Đó dây dễ nó ra sẵn dây cho mình nè, đó đen chanh trắng như nè đó. Rồi ha, quay nè nhẹ nhàng nha, đó, quay nè. Quay là nhẹ ha, cứng luôn không lấy nha. Đó. Con này với con này nó con này cũng bơm từ cắn dây à. Đó mà được con này được cái 220. Bên này bơm đó của nó là 20 nè, Iwaki nè. Iwaki nè, Master nè, bơm nè ha. Con này bơm hóa chất hay bơm nước ok nha. Đó, điện của nó 200 nè. 40W nè, 50W, 50Hz, 60Hz, 80 độ ha. Đó, Toyko da băng. Đó, con này gắn dây tay, con này cũng cỡ. Con này cũng đầy đủ ha. Rồi mọi người giờ cắt dây nè, đấu lại thôi. Tháo nắp này nè ha. Nguyên zin luôn. Đó. Bán nè. Hai con này mình bán giá là 700.000 nha. 700.000 cho mọi người nha. Đó, bán giá là bán chưa thử á. Bán cà phê thôi. Chứ giờ bãi mua con này cũng hai con luôn. Đưa điện 200 nha. 2 con 700. Rồi đây có mấy cái món đồ này, này đồ gác cần câu nè ha. Cái này tiếp là tiếp 13 ha, 13, 14, 12 nè, của Brazil nè. Hai cái đầu cốt nè. Rồi cái đống này nè. Cái này đồ không biết chúng làm xe đạp hay gì nào người. Hay mua nè. Đó. Bơm, đầu bơm nè, nó chuyển qua cái lốc này ha, không biết cái làm gì. Đó. Rồi mình
bán cái này à, cái này nó hay hay ha, anh dây nó lỗ nè. Đó, bán bốn cái này là đây, cái đầu tiếp 12 nè, cái này ha. Cái là một mũi khoan, cái này mình chà cả chứ này về mọi người đánh ra còn mới nha. Cái bộ này cái đầu đó nè, mới kèn. Nhưng mà để ngoài bãi nó rỉ thôi. Mũi 12 healthy ha. Mũi này là mũi 18. 18 hay gì? Đó. Số 18 hay 16 để đó mình coi lại. Mười tám quá, mười tám, số 18 nè, tại nó mờ mờ ha, nó nghĩ là 18, lấy cái này đánh nghe thử. Đó, 10, 12, 18 nè, dài nè ha. Bốn cạnh là còn nguyên nè. Đó. Con này bán 200 nè. Đó. Cái đầu 12, cái đầu này chuyển xe nè ha. 200 ha. Đó. Cái này là cái đánh bằng đồng nha mọi người. Đó. Cũng giật luôn nè. Đó, giờ mình chà. Này, cái này mình có chà và thử nè, ngoài bãi nè. Đó. 12. Cái giờ dưới đầu đó còn đó, 4 này là 200. Rồi hai cái này nữa ha, cái chà luôn của Nhật luôn. Đó. Bằng đồng ha, đây nè. Đó, bằng chải. Rồi một cái gác cần câu hay là cái gì nè. À, đây là da băng nè, rocket nè ha. Đó, cái này cũng hay, nó xây được nha. Này ghé vô đây, chiều dài của nó khoảng này gan ha. Đó, cái này chỉnh lên chỉnh xuống luôn nha. Tích chất da băng ha. Này quay được nha. Quay tứ hướng. Đó, quay gật gù quay qua nè. Đó. Quay rồi xiết lại ha, trên đây rồi. Này của da băng nha, này chất liệu bằng gì nó không biết, bằng xi đồng hay là nhôm hay gì ha. Đó, cái này bằng chất, cái này bằng đó, cái này của da băng đây thôi. Đó, cái này ha, hay ha, cái này nó chỉnh tăng đưa vô nè. Thật gù đi nha. Đó, mình để gác cái gì cần câu hay là gì cũng được. Rồi, bởi vì bán 200 ngàn luôn. Đó, cái này đánh này đó, 200 rồi, hai hộp này bán 200 luôn đó, hộp này tốt đồng vậy nè đó, người vô xài gì á, bấm vô này đã đếm coi nó vô coi 2 2 4 6 8 có lớn nhỏ luôn ha, 12 14 16 18 này cũng nhiều quá nha, đó đếm sơ 20 rồi. 10A nè ha. Đó, này sợ cho xe hơi hay gì cũng được, nói chung là hai hộp này nhiều hơn hộp kia, nói chung cũng vậy ha. 250 nha mọi người. Tại vì mua cũng 180 lộn. Đó cái này cũng nhiều. 250 nha. Nó dành chài là ok luôn. Rồi. 250 này 200 này 200 này 700 đó, cần liên hệ mình, đây là chưa test nha, đó là test giá cao hơn đó, con này là quá đẹp luôn, tấm này không quan trọng nữa, hay là của nó vậy hay là đó. Rồi, ha. Con này cũng 200 vô luôn, rồi là cần muốn nào liên hệ mình nha, mãi giờ là chưa có test chưa gì luôn.